triển lãm không gian văn hóa Việt Mỹ mang tên Mộng ảo lạc bước giữa hai thế giới của nữ nghệ sĩ người Việt Quỳnh Trần hiện đang làm việc tại Mỹ đã được khai mạc vào ngày 12 tháng 6 tại Hà Nội. Triển lãm giới thiệu 15 bản in khổ lớn được trưng bày dưới dạng tranh đồ họa và sắp đặt không gian đã đưa người xem đến với thế giới nghệ thuật vừa có nét thân thuộc của Việt Nam vừa mang dấu ấn của văn hóa Mỹ. Các bản in được thực hiện với nhiều thao tác và kỹ thuật khác nhau, vẽ, in độc bản, khắc gỗ, in lụa trên những tấm giấy khổ lớn kéo dài. Mỗi sáng tác nghệ thuật của Quỳnh Trần đều lấy cảm hứng từ những trạng thái tâm lý cá nhân trong đời sống, mà phần lớn được tạo ra bởi những khoảng thời gian cư trú và di chuyển giữa hai quốc gia Việt-Mỹ. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016.